chùa là em đi vào chùa. Từ xưa đến nay, lên chùa lễ Phật hay vãn cảnh chùa vào các ngày lễ đã trở thành một tập tục đẹp, một nhu cầu của đời sống văn hóa tâm linh và luôn được duy trì trong mỗi gia đình người Việt. Lên chùa lễ Phật là để tĩnh tâm, giúp chúng ta gác lại những u buồn sầu não của cuộc sống mưu sinh hàng ngày, và đặc biệt là nơi cửa thiền còn đem lại cho mỗi người những giây phút thanh thản, hướng chúng ta tới cái thiện, cái chân, cái mỹ của cuộc sống đời thường. Cuộc sống muôn màu muôn sắc nhưng cũng rất đỗi mến thương. Nẻo dương trần, nay con về với
cửa nhân cõi thiền, bỏ lo âu bớt ưu phiền, tĩnh tâm tìm phút bình yên riêng mình. Đội lễ ý lên ni chùa, hôm nay chúng con thành tâm đội lễ ý lên ni chùa, thắp một tuần nhang hướng về Đức Phật nề, tâm trí nhẹ nhàng phóng thái nghiêm trang, con nguyện cầu hai chữ, hai chữ bình y an. Quỳ dưới Phật ni đàn, ôi linh thiêng phút giây bình yên. Quỳ dưới Phật ni đàn, chuông mõ vang ngân, kệ kinh lắng lại, con thấy trong lòng như có nắng ban mai, như nhiệm màu Phật pháp, Phật pháp dạng ngời soi. Sống ở trên ni đời, luôn tu tâm tích nhân người ơi, sống ở trên. Tên ni đại nhớ lời Phật dặn, từ bi bác ái thì xá chân thành, cho phúc nghi đức sinh sôi, cho cuộc đời mãi 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 yên nghỉ vui. Trong tâm đó ai có lòng thành, Phật ni độ chứng minh tâm đức Phật ni, Phật ở, Phật ở trong thì tâm. Lầm mì khi tâm ta sáng trong thiền nị nhân, xóa hết ni lỗi lầm mì, không làm ác gian, chăm lo công đức, chung sức xây đời cho hạnh phúc ấm no. Phật trong đời Phật chiếu, Phật chiếu muôn nghỉ nơi.
Phạm, Tông Phạm Văn Huyên làm trưởng đoàn vào dự lễ. Trân trọng kính mời đoàn. Vào chùa, chùa ngõ cửa Kính mời chi hội phụ nữ thôn Vĩnh Lạc do bà Hoàng Thị Lâm làm trưởng đoàn vào dâng lễ. Trân trọng kính mời đoàn. Ở chùa là em đi vào chùa, vào chùa chùa mến chiếu yêu, chiếu chùa xa xa em ngồi đôi người đàn. Tình tình hỡi linh tinh ơi, ở chùa là em đi vào chùa. Cầu là em đi gần cầu.
do ông Vũ Duy Vui làm trưởng đoàn và kính dừng lễ. Trân trọng kính mời đoàn. Con xin
Hãy
giới thiệu và kính mời đoàn quan họ phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, do bà Lê Thị Liên và làm trưởng đoàn và kính dâng lễ, trân trọng kính mời đoàn. Tình tình a hồi a tư hồi hư là hư hồi hư. Ban tổ chức chùa Sổng Phúc trân trọng giới thiệu và kính mời cán bộ và nhân dân thôn Lạc, xã Vĩnh Hưng do ông Lê Huy Hạnh, bí thư chi bộ, trưởng thôn làm trưởng đoàn và kính dâng lễ, xin trân trọng kính mời. Hey,
ta không giao được vô thừa phương tiện viên như hữu tình đều được hỏi và tu dùng vô cùng chẳng để chúng sinh có chỗ tiêu tôn nguyện đơn tư tư nguyện đời sau này khi ta nếu có hữu tình tu hành tà đạo ta khuyên an trụ vào trong chính pháp thanh văn đạo ta đều được an ập trong đại vô thừa nguyện đơn tư năm nguyện đời sau này khi ta đã cao vô thượng bồ đề không nhà bần cùng con cổ một khi tên xa nghe lọt vào tai rồi lần đều để thân tâm viên phú giác viên tiền của đời đều bằng tốt rồi tu đạt cao quyền ơn thứ tám quyền đời sau này đi ta ra mà vô lượng bồ đề theo có thân cái đấy quyền ơn thứ chín quyền đời sau này khi ta đã cao vô lượng bồ đề khiến nhân yêu tình nếu hòa được nghe sách hiệu của ta đều được tài toán để đời lo bỏ nếu những yêu tình nghèo không áo mà rồi với nước sẽ khổ suốt đêm ngày khi nghe tin ta hiện được đủ thứ áo mà thật đẹp được cả đủ dùng vì bao trạng nghiêm đeo ba nữ vương vâng nhà vua tùy tâm kỳ si đeo được thu cái gọi là nhật quang biên chiếu nguyệt quang biên chiếu đứng đầu bộ đường hai ngày lần nữa sẽ lên ngôi Phật đều giữ vững được kho báu chính pháp của đời này ông bán tu sư nở đều nhưng kẻ phá thi na kẻ phá quỳ tạc quỳ cả chính kiến kẻ bỏ đá văn chẳng tình a hội a ư hội hư la Hãy subscribe.
nhỉ. Vâng. Tôi là những người trong ban kiến thiết cùng lưu vô ở đây. Vâng. Thầy. Vâng. Và trong ban kiến thiết tôi xin chân tình cảm ơn tất cả các anh hôm nay tụ tập về đây để chuẩn bị phục vụ, để chuẩn bị khánh thành nhà tổ chùa Đồng Vũ ở đây. Vâng. Rất là cảm ơn. Vâng. Hai ba dô. Khí thế ông này con rất vui, con rất vui. Ông không chúc cho cái thế hệ kế cận thế nào? Ừ, sau này.